cảm nhận là đứng sau chị đi tranh nữa, xong tranh cũng không. Tôi bảo chị ngồi đang bẽo ra lừa bà. Bây giờ nó đang dù chị đi không hòa bè gì nữa. Sang Campuchia đi đường nào hả anh? Đi thẳng anh ạ. Ok anh, cảm ơn anh. Chào em ơi, anh ơi.